Nà bó được cho ăn chảo, đảo thật đều, sao từ 1 đến 5 phút cho đến khi nhiệt độ con lá đạt khoảng 30 đến 40 độ là được. Từ ta bắt ra nà bó sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắt ra, đổ rượu cho đều, đổ thật đều, đủ ẩm thôi, có dùng thìa chuộng và đảo đều lên, đều nà lên. Dụng cụ gồm một tấm vải xô dài 30 phân, rộng 20 phân, hoặc bệnh nhân có thể là dùng một khăn sứ trẻ sơ sinh dài 20 phân, rộng 30 phân. Thầy thuốc hướng dẫn cách đắp thuốc vải xô trước, nà máu được sao, đổ rượu và trộn đều, rồi xúc cho tấm vải xô. Rồi dán mỏng nhé, dán mỏng đều tay, quấn vuông góc bốn cạnh, vuông góc bốn cạnh, mặt ngoài của lá bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông vừa kích thước của lá hoặc là một tấm giấy đặt mặt ngoài, rồi ngửa mặt lá lên. Đây là cách đắp thứ nhất của nhà thuốc. Còn cách gói lá thứ hai, ta dùng một khăn sứ trẻ sinh, lấy kéo cắt một đầu ra, cắt một đầu ra, rồi mở miệng túi ra, xúc lá từ trong chảo cho vào túi. Cách 1 với 2 cũng y xì như vậy. Ta dàn mỏng lá ra, dàn mỏng lá ra, gắn ngửa mặt lá lên, mặt ngoài ta cùng là nót bằng tấm ni lông hoặc là một mảnh giấy đặt ở ngoài. Đây là hai cách gói lá nhà thuốc, bệnh nhân chọn cách 1 và cách 2 cũng được, rồi đắp vào vị trí bị bệnh. Trước nhà thuốc điều trị cho bệnh nhân, nhà thuốc xem lại hình ảnh, xem X quang, kiểm tra lại mới nhất. Sau hơn 1 tháng, bệnh nhân mổ phẫu thuật ghép xương lần 2 với đầu dưới xương đùi, kết hợp bệnh nhân bị gãy di lệch 1/3 xương đòn, hình ảnh xương di lệch lên trên và ra ngoài. Đặc biệt là bệnh nhân đã mổ phẫu thuật lần 2 với đầu dưới xương đùi để ghép xương. Trên bên chụp kiểm tra lại, sau hơn 1 tháng, hình ảnh xương tạo phôi rất là kém, đặc biệt là xương can hóa rất là chậm. Hôm nay bệnh nhân về nhà thuốc dùng bó thuốc nam và cho bệnh nhân về nhà uống thuốc nam nhanh liền xương, đặc biệt là xương đòn của bệnh nhân hiện tại được gây nứt và hở rất là nhiều. Nhà thuốc cho dùng thuật ép, sau đó mổ lá, tiên lượng điều trị khoảng 25 đến 35 ngày là xương đòn của bệnh nhân sẽ can hoàn toàn, và điều trị khoảng 2 tháng đến 3 tháng xương đùi bệnh nhân sẽ can hoàn toàn, và sau một thời gian điều trị và tập luyện, bệnh nhân có thể đi lại được bình thường. Cái áo ra bó thân giòn trước.
Cố gắng bó Tết là bình thường. Em mổ ở viện nào? Xin mùi nhé, về hàng ngày bôi nghệ từ đây xuống đây nhé, bôi nghệ dán nghệ ra, vắt nước bôi dưới về nhé, bôi kín đồ từ đây xuống đây. Cái mổ liền đẹp rồi, chúng ta là xương căng kém, đầu muốn hơi cứng nhé. Nếu là về kinh rượu bia cho anh nhé, không uống rượu bia đâu. Đây, nó gấp ở đây, nó gấp ở bên này, nó gấp ở bên trên cái mổ này. Cho nó xương nó can đều.
tháp vòng tròn đấy. Kim chị mình chó nhé, điều trị tầm hơn tháng là khỏi này. Về nhà nhé, anh em này, hàng ngày tắm rửa xong ấy thì lại bỏ lá ra sao lại nhé. Kết hợp thì em lấy lá lốt này, ngải cứu này, sơn sông tầm nhé, đun lên cho muối em nhé, trong ủ khăn mặt vào đầu gối này, tập gấp gối cho nó mềm đầu gối nhé. Lá lốt này, ngải cứu này, sơn sông tầm nhé, đun lên cho muối vào, nó gặp được cho chân bằng xô sơn đấy, còn độ quấn khắp mặt này, tập gấp nhé, làm gấp gối bình thường, bắt đầu gối không gối rồi em đi lại bình thường, rồi em xong rồi. Thế cái lá này mà bỏ ra sao ạ? Hàng ngày tắm rửa em phải bỏ ra sao lại đắp vào được nhé. Ta cùng so sánh hai kết quả trước và sau khi bệnh nhân được nhà thuốc điều trị. Đây là kết quả ban đầu. Sau hơn một tháng, bệnh nhân mổ phẫu thuật ghép xương gối đầu dưới xương đùi lần 2. Hình ảnh trên phim thể hiện xương tạo phôi rất là chậm và can hóa rất là kém. Và sau khi bệnh nhân đến nhà thuốc dùng phương pháp bó lá và cho bệnh nhân uống nam nhai nhuyễn xương. Đây là hình ảnh kiểm tra lại sau 2 tháng. Trên phim chụp thể hiện xương tạo phôi và can hóa rất tốt. Ta cùng sánh hai quả trước và sau khi nhận thuốc điều trị. Hình ảnh can xương rất tốt. Hôm nay bệnh nhân điều trị tiếp tháng thứ 3. Nhà thuốc đã ra giảm thuốc bó và thuốc uống cho xương của nhân can hóa hoàn toàn. Và sau một thời gian điều trị tiếp, bệnh nhân có thể đi lại, gấp dưới, khớp gối và làm việc, mọi thứ được bình thường. Hôm nay xuống cái chi này hình ảnh. Thứ nhất về quá trình ngày trước em bị gãy xương đòn. Cái này em bị gãy đầu gối xương đùi. Ngày trước em mổ mấy tháng vì xương can nhỉ? Em mổ 2 tháng. 2 tháng. Xương đòn không mổ đúng không? Vâng. Và xương nhạch nhiều đúng không? Em bó tất cả được mấy tháng chưa? Em bó này được 2 tháng. 2 tháng. Chủ phi này là xương can tốt đúng không? Vâng. Em bó bao nhiêu ngày thì em bỏ nặng và đi lại được như này? Em bó tầm 15 ngày. Ừ, 15 ngày là bỏ ra, nhẹ nhàng đúng không? Giờ bỏ ra 2 tháng rồi đúng không? Dạ. Chủ phi là xương can rất tốt rồi. Năng đang đi lại em nhé. Năm nay em bao tuổi nhỉ? Em 16 tuổi. 16. Trước em mổ ở viện nào? Em ở trên Việt Đức. Ừ. Giờ đầu gối đỡ cứng hơn chưa? Đỡ rồi ạ. Ừ. Đỡ cứng hơn nhiều. Ừ. Đây quay. Đấy, mổ dài, rất là dài. Cái đầu gối xương đùi lâu ngày xương can rất là kém và dần dần hở và mất xương rất nhiều. Em đi lại cho anh một vòng dài đằng kia nhé. Đi mạnh chân lên. Cái này là cao à, đúng mẹ. Độ này rất là tốt này. Ừ, ta đi thế được. Rồi em đi ra một vòng nữa. Năng cố gắng đi cân người nhá. Để cho nó khỏe cái xương. Bộ mông. Ừ. Bó là nhanh không để đâu xương mất xương nhiều em hốt chân à, gần như là đi lại mức độ tốt rồi. Rồi quay lại. Ừ. Ngày đang đi lại lên sáng chiều nhá, chịu khó ngâm
các cái lá nếu mình dặm đấy. Rồi mình dặm tiếp này. Em đun lá đốt này, ngải cứu này, xương sông tần nhé. Đun lên nó đặc, không pha nước muối ấm nhé, và nước ấm lấy cái mặt ủ đây này, để em cho vào cái thùng cái xô sơn đấy, trúng chất vào đây, cứ cả bộ mặt tưới đây nhé, còn cái dây cá cơ ở nhé, còn xương chụp thì can hình ảnh phôi xương can rất là tốt rồi, năng tập luyện nhé, còn cái gấp gối nha, gấp ra các bạn nha, rồi gấp kịch nhiệt thế này, rồi cái này phải năng tập luyện nhé, thì khớp gối ngày trước là dính, bây giờ lỡ dính rồi, nếu là phải đi lại buổi sáng ấy thì năng vấy cổ chân đi lại cho anh nhé, vấy cổ chân thì cứ vấy bình thường xoay cổ chân nhé. Thế là bài tập thì mình tập gấp này, tập co nhé, mình ngâm lá nốt này, ngải cứu này, xong xong tần nhé, ngâm xong mình bôi nghệ từ cổ chân này lên đùi nhé. Đấy. Thêm mổ đấy rồi, tốt rồi, có thêm một thời gian nữa là siêu căng hoàn toàn mà có này đi du lịch được nhé. Nếu là đi lại được chậm và chắc nhé, không đi kiểu mình đi tự tin chân lên con này là tốt rồi. Chào anh em nhé, chúc em cháu anh phục. Chào anh em, chào cháu nhé. Vâng, chào ạ. Hôm nay chúng em xuống xin anh ảnh của cháu và xin ngày trước cháu bị gãy hôm 3 xương đòn và gãy đầu dưới xương đùi. Vâng. Hôm nay xương căng và tay em nhắc lên nè, bình thường nhé, xương đùi đòn là căng hoàn toàn rồi nhé. Vâng. Xương đùi co ra các bạn nè, gặp hẳn vào xem đùi nha, gặp vào có đi lại bình thường nhá, có đi lại bình thường, xoáy cổ chân đi, có đi lại dùng 1-2 vòng dài như kia nhá. Vâng. Cái này là được tốt rồi. Quay đây. Đó đi chú vòng lứa nhá. Đi nhanh lên, đi bình thường đi nhanh lên. Đi khoảng hơn lần trước quá nhiều. Cân hết rồi. Đi này đi quá bình thường rồi. Rồi. Đi này là bình thường rồi. Cháu duỗi chân ra cũng rồi chú nhỉ. Đây là bình thường rồi, nhớ là đừng có chạy nhảy nhiều nhé, đừng có phát mạnh gì cả. Hôm nay chú Trung xin nghỉ ảnh lần 2, mức độ là cháu đi bình thường rồi. Nhưng là cháu buổi sáng mắc dùng vào buổi chiều nữa nhé, mà mềm gân cơ nhé. Chào cháu nhé, cháu ngồi khỏe.